Ai cũng có những lý tưởng cho riêng mình để tiến về phía trước, là dựng xây tương lai rạng rỡ, là khát khao trở nên vĩ đại, hay cũng có những lý tưởng chỉ giản đơn là được sum vầy bên những người thân yêu, sẻ chia hạnh phúc. Còn lý tưởng của chúng tôi là khát khao muốn thay đổi sự lạc hậu và cũ nát, là tâm huyết tạo nên những công trình, dựng xây những mái ấm bình yên. Nhưng chắc chắn dù là con đường nào đi chăng nữa, cũng đều có những khó khăn trở ngại. Nhưng chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin, đủ nỗ lực và dùng hết sự nhiệt thành trong trái tim để tiến về phía trước, thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Để niềm tin tiếp nối niềm tin, những giá trị chúng tôi ngày ngày dựng xây là một không gian sống chất lượng, để mỗi khách hàng được trải nghiệm những gì tốt nhất, được an tâm gửi gắm yêu thương dưới mái ấm của mình. Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là không gian sống chất lượng, mà còn là một không gian đầy ắp những giá trị về tinh thần. Chúng tôi không ngừng vun đắp để cùng nhau gắn kết, cùng nhau sẻ chia yêu thương, cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời, mang đến những niềm vui bất ngờ, những phút giây hạnh phúc. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những sản phẩm đến từ trái tim. Trải qua gần 5 năm, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi xây dựng nên những tiêu chuẩn sống đẳng cấp đáng tự hào tại Tiana Goldmark City, khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất tại phía Tây Hà Nội. Tiana Goldmark City, một dự án được Tiana Holding Việt Nam quản lý và phát triển.